Xin chào các bạn yêu dấu nhà Quyên. Hôm nay Quyên quay lại clip chia sẻ mọi người các sản phẩm thiên nhiên mà Quyên hay dùng vào buổi sáng. Vừa có tác dụng dưỡng da mà vừa có tác dụng chống nắng để Quyên có thể dễ dàng hoạt động làm việc vào ban ngày đó. La 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 la, đây nè mọi người, gồm son gấp Quyên tự làm nè, serum dưỡng da hoa anh thảo, và quan trọng cho việc chống nắng của Quyên là dung dịch bột Tanaka này đây. Rồi đầu tiên thì tất nhiên, trước khi Quyên sử dụng bộ này, lúc nào Quyên cũng phải rửa mặt sạch bằng bột rửa mặt thảo dược nhà Quyên cả. Bột thảo dược nhà Quyên với 13 loại thảo dược vừa giúp làm sạch da mà không bị khô da đâu nha. Với các thảo dược được mix kèm còn có tác dụng kiềm dầu cho các làn da. Sản phẩm thì lành tính, thích hợp cả cho các làn da nhạy cảm. Rồi, các bạn rửa mặt xong chưa? Xong rồi thì cùng Quyên sử dụng serum dưỡng da hoa anh thảo nè. Trước tiên, xịt ra lòng bàn tay. À mà Quyên quên mất, các bạn nhớ lắc nhiệt tình trước khi sử dụng nha. Sau đó chấm lên da nè. Xong thì massage để serum thấm nhanh trên da. Khi các bạn nhà Quyên dùng lên, cứ tưởng rằng sẽ bị nhờn da. Nhưng không đâu, chỉ cần đợi một thời gian tầm 1 đến 2 phút thì lớp serum sẽ thấm nhanh vào trong da, kèm theo các tinh dầu có khả năng chống nắng bao bên ngoài, vừa giúp dưỡng, vừa phòng vệ da trước những yếu tố thời tiết bên ngoài đó. Tiếp theo thì mình dùng bột Tanaka để tạo thành lớp mặt nạ bao phủ bên ngoài thôi nào. Tanaka đã được người Myanmar sử dụng rất lâu từ xa xưa rồi nè. Quyên kết hợp thêm với một số thảo dược khác để tạo một dung dịch đảm bảo dùng mà vẫn có tính thẩm mỹ cho Quyên và các bạn không ngại khi ra ngoài đường đó. Đầu tiên, sau khi lắc đều thì Quyên dùng một đầu ngón tay bịt đầu ra như trong clip nha. Đổ một lượng vừa đủ như trong clip nè. Tiếp theo cũng chấm lên khắp mặt và lưu ý giúp Quyên nếu muốn cho lớp bột Tanaka không bị dính vẩy vẩy trên da mặt thì chấm xong lập tức massage ngay để tán đều bột trên da mặt nhé. Tất nhiên sau khi lớp bột khô thì vẫn còn những vẩy trắng dính trên mặt ha. Các bạn dùng bông tẩy trang hoặc đơn giản nhất là khăn bông tắm mình phủi đi. Đặc biệt những chỗ như lông mày, lông mi hay bị vướng khá nhiều. Chỉ cần phủi đi là không còn dính bột nữa đâu đó. Đấy, mặc dù hơi khó dùng nhưng mà nhờ bộ dưỡng này Quyên có thể tự tin tung tăng hoạt động vào ban ngày. Mà Quyên quên mất, còn son gấc này Quyên dùng nó để đánh má hồng đó. Vừa đánh má hồng rồi sẵn dưỡng da luôn, cho da hồng hào cả ngày luôn nè. Mà các bạn còn thêm thông tin về sản phẩm nào thì cứ nhắn Quyên nhé. Chúc cả nhà một ngày vui. Chào cả nhà.